Nãy mình đã cắt đậu bắp cắt đậu bắp thành miếng dài thế này. Đây là thịt heo mình vẫn xào nhé các bạn. Mình xào nhé các bạn, xào cho nóng các bạn. Mình cho miếng giờ miếng nước sốt của mì tôm mới ngon lắm các bạn. Đấy. Món này nhìn kích thích tiêu hóa đó các bạn. Món thơm đó các bạn. Đổ thêm miếng thịt này vào đó nha các bạn. Chiên nữa các bạn. Mình hạ bếp lại các bạn. Nước thơm luôn các bạn ơi. Món này ăn với cơm cơm nguội ngon lắm các bạn. Các bạn cứ làm thử món đậu bắp xào thịt nha. Giờ mình sẽ múc ra nha các bạn.
Đấy, mình đang múc ra các bạn. Nếu các bạn có dịp các bạn cứ làm thử món này ăn. Đấy, bạn thấy không bạn? Nó rất ngon luôn các bạn. Mình phải tận hưởng món ăn cái đấy các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, cho mình một like, một chia sẻ video này và cho mình một nút đăng ký kênh. Và hẹn gặp các bạn video mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn.